Cái phân này đối với cây lan rừng của mình nó rất cần là về về lá, nó tạo xơ nhiều, nó làm cho cái lá mình nó dày hơn, xanh hơn. Lục diệp á, đạm mà hữu cơ mà thực vật á thì nó tạo lục diệp nhanh lắm. Rồi bây giờ để làm bánh dầu thì các anh chị mình cái này thì khỏi lo rồi, đúng không? Ra ngoài tiệm mua 10 kg bánh dầu. Nhưng mà khi ủ các anh chị phải kiếm cái thùng 100 lít này. Bởi vì nó nhân men lên dữ lắm ấy. Các anh chị nào ủ bánh dầu rồi biết mà nó cứ sình lên đó nè, đặt quánh luôn ấy. Thì bây giờ 10 kg bánh dầu. Đầu tiên các anh chị mình cho vào thau và cũng đổ 100 gram phân lan vào trước. Cái này khoan làm men hả? Rồi các anh chị mình trộn đều. Nếu mà bánh dầu các anh chị mình sử dụng H3PO4 là ngon nhất. Bởi vì nó là dạng nước, nó dễ hòa tan với bánh dầu và nó dễ tiếp cận với lại cái cơ bánh dầu để nó phân hủy. Chứ các anh chị nên nhớ là đối với cây thực vật, dầu gì nó cũng có một cái chất oi ở trong đó, là cái chất dầu, một cái chất nhớt của nó, mà con men không có vô được thì buộc là phải nhờ cái anh lân này đánh vỡ ra để cái con men này, con vi khuẩn này nó chui vô, nó phân hủy cái cơ bánh dầu. Chỉ có thế thôi, đơn giản. Thấy không nè? Như vậy thì các anh chị đem 10 kg bánh dầu về, các anh chị mình trộn 100 gram phân lân H3PO4 hoặc là B2O5 hoặc là phân lân lâm thao, trộn đều. Xong các anh chị mình để yên đó, các anh chị mình mới quay ra làm men. Làm men thì nó giống như cái công thức ở trên này thôi. Và các anh chị mình để yên đó 24 tiếng một qua ngày hôm sau. Thì một mặt bên đây nó làm men, và một mặt á, bên đây phân lân bắt đầu nó phân hủy cái cơ bánh dầu. Thì qua ngày hôm sau các anh chị là thấy bánh dầu nó không có rời rạc nữa rồi, nó đóng cục lại. Và nó có dạng như sình, giống như người ta làm bánh mì, nó sình lên. Thì lúc đó là các anh chị làm men đó nè, thì qua ngày hôm sau nó là trở thành men thứ cấp. Thì bắt đầu là các anh chị mới đổ cái men thứ cấp đó về 1 lít. Nhưng mà giống như là cái kia các anh chị chừa là khoảng 200cc. Các anh chị trộn đều với cái men đó tới bánh dầu. Lúc này cái bánh dầu nó nhão rồi, trộn đều. Xong các anh chị mình cho tôi vô 10 lít nước sạch, trộn đều. Thì lúc nào các anh chị cho vô 10 lít bánh dầu nó loãng, nó lỏng ra. Và các anh chị nhớ trộn đều nghe. Rồi các anh chị làm cái thao tác đó xong, còn lại 200cc men thứ cấp các anh chị mới đổ vào và không trộn nữa nghe, đậy nắp lại. Rồi một tuần sau các anh chị mình dỡ ra, lúc này thì các anh chị mình nghe cái bánh dầu nó thơm thổng rồi đấy, phân hủy mà. Nhưng bắt đầu là nó nhơn rồi. Thí dụ ban đầu các anh chị thùng 100 lít đổ vậy, nó nhơn lên vậy, bây giờ thấy nó nửa thùng rồi đấy. Rồi bắt đầu các anh chị mình cho một cái chai men protein vào, đổ hết vào, trộn đều. Thì lúc này nó sệt lắm các anh chị, đồng ý là mình đổ 10 lít rồi, sệt lắm. Trộn đều xong các anh chị mình cho vô tôi thêm 10 lít nước nữa, các anh chị mình trộn nữa, bắt đầu nó lỏng trở ra nữa. Rồi tiếp tục đậy nắp lại. Rồi các anh chị để cho tôi 45 ngày sau. Có thể là 10 ngày các anh chị mình dỡ ra trộn nó cái đậy nắp. Và 45 ngày sau các anh chị mình dỡ ra cũng giống như phân cá, các anh chị cho 100 gram phân 30-10-10 đổ vào trộn đều. Và cho vào cho tôi thêm là 10 lít nước sạch nữa nó mới lỏng. Nó cứ sình lên mãi, bởi vì nó đương phân hủy mà, đương nhân men. Rồi các anh chị mình cho 100 gram
30 10 vô, đậy nắp lại, đổ 10 lít nước xong đậy. Rồi, 15 ngày sau thì lúc đó các anh chị kiếm chai lọ gì đi. Tới 30 lít lận nha. Hay là ga lông. Các anh chị cũng lấy hai miếng lưới dễ mồng. Các anh chị mình cũng mút ra, bị vì cái bánh dầu, những cái vỏ đậu phộng này nó phân hủy không được. Nó chỉ phân hủy cái protein của đậu phộng thôi, là cái tinh bột thôi. Thì các anh chị mình đổ vô, các anh chị mình mới lừa. Lấy cái nước cốt, nó nằm màu nâu vàng, các anh chị mình cho vô trong cái da lông. Lúc này nó không còn mùi gì nữa rồi, nó hơi sệt sệt rồi. Rồi các anh chị mình cho nó ra hết những cái chai lọ đó, có nắp đậy. Rồi xong những cái xác đó đó, các anh chị cũng không bỏ. Các anh chị có thể để dành ở đâu đó, các anh chị để, lúc này nó đâu có thúi hâu gì đâu. Các anh chị có thể là để nó khô cũng được, các anh chị mình phải làm để cho cái phân tan chậm. Để các anh chị mình bón gốc những cái cây rau cải, cây ăn trái, ha, hoa kiển của mình được. Còn cái kia để mỗi lần các anh chị mình tưới, cây nhỏ 1C 1 lít, cây lớn 2C cho 1 lít nước, các anh chị mình tưới ngay gốc. Các anh chị mình nắm chưa? Thì tôi có đưa cái quy trình, cái lịch, cái công thức thủy phân, phải không nè, từ cá và bánh dầu bằng men này. Thì nay mai các anh chị về coi thì từ nãy giờ tôi phân tích như thế nào thì nó đều nằm ở trong này hết. Nhưng mà nhiều khi mà tôi không hướng dẫn các anh chị, nhiều khi các anh chị coi thì các anh chị mình kêu rối, không hiểu. Nó không có từ lớp giai đoạn một. Đấy, thì các anh chị mình coi vào đây, nó có hai cái công thức riêng hôm nay ở trong một tờ. Thì để anh tôi có các những anh ở xa, thì bây giờ nếu các anh chị nào ở xa, các anh chị nào mà nếu mà cái này thì nó cần kiếp, thì cái tài liệu mà cái lịch chú phân các anh chị có rồi. Các anh chị nào có thể hy sinh đi phô cái điện hộ cho các anh em mình luôn. Làm đi. Cái này là có cả hai loại đấy ạ. Đúng rồi, hai loại. Cái cá, cái bánh dầu. Đó, anh nào tiên phô thì 4-9 là anh thôi. Rồi như thế này, bây giờ cái men về anh Tuấn, bây giờ một cái mẫu này để lại cho hội, còn lại 4 bộ hồi các anh chị nào có cần ở xa về làm liền, có thể nhường lại để các anh chị về làm. Ai xa nhất? Còn có 4 bộ à? 300 cây nhường một bộ. Rồi một bộ thì mỗi một món này, nay mai các anh chị gọi ở trong đó thì nó vẫn cái như vậy thôi, nó cũng không có nhiều các anh chị, 50 bộ vậy là 100. Thì các anh chị là ý là tôi muốn là các anh chị về ứng dụng liền, là thôi các anh chị mình ở gần đây, gần hội thì thôi nhường cho các anh chị mình ở xa đi ha. Thì nay mai thì ở xa cũng nhiều lắm, nhưng mà nay mai các anh chị có điều kiện thì các anh chị mình điện lên hội, thì hội có thể là gom góp những cái thứ mà các anh chị nay mai các anh chị cần nhiều, nắm bệnh đâu nữa nè, sắp tới nè, rồi người ta ấy rồi gửi xuống cho anh chị. Thì ở hội này có anh Nam, phải không anh Tuấn? Thì anh Nam sẽ hỗ trợ các anh chị nè. Và một điều nữa thì các anh chị mình, tôi lưu ý các anh chị mình, đây là những cái món mà đây là tôi đem ra, thứ nhất là cái phương tiện để hướng dẫn các anh chị, chứ không phải mà quảng cáo phân bón. Làm ơn các anh chị hiểu dùm cho tôi, nếu mà quảng cáo nhiêu đây không có đủ tôi tiền xe hay tiền máy bay đâu. Cái nếu mà tôi bán ra 1-2 ngàn lời, đâu có làm cái chuyện này các chị. Nhưng mà tôi muốn là những cái bài giảng hay là những cái tài liệu nó phải có đồ thiệt. Hôm qua các ngày nay các anh chị chụp hình đàng hoàng thấy không, đó là các anh chị mình học mà hành rồi đấy, đúng không? Chứ giờ các anh chị lên mạng đâu có đâu. Mà tôi ra đây có bài vở tài liệu tôi nói không là các anh chị chỉ tưởng tượng không à. Mua ở đâu, địa chỉ đâu? Rồi sắp tới hướng dẫn các anh chị phối rồi cách ứng dụng là sao đây? Không lẽ mỗi lần vẽ lên bảng vẽ thì vẽ trừu tượng thôi chứ, minh họa thôi chứ còn đâu có hiện vật, đâu có bằng là các anh chị rờ rẫm sờ sẫm nó được, phải không? Để các anh chị tự tin rằng các anh chị mình được học ở đây là các anh chị mình thấy thực tế cái này nó nằm
nó là hiện vật, chứ không phải là tôi đem ra đây để bán cho các anh chị đâu, hay là quảng cáo cho mấy cái hàng phân này đâu. Nếu mà cái anh nào mà tiếp thị, cái anh nào mà quảng cáo thì chỉ có một hãng thôi. Thế tỷ như là Romo này, nếu mà tôi quảng cáo cho nó thì chỉ có mình nó thôi. Chứ không có tùm lum nào là Việt Thắng rồi này nọ, rồi SEA Games 3 An Giang hay này nọ. Nhưng mà để nay mai các anh chị ứng dụng nó rải rác như thế. Nhiều khi ở chỗ các anh chị có món này nhưng mà không có món kia. Mà các anh chị mình bị dị ứng liền, tất nhiên là khi mình muốn mà giải quyết vấn đề thì nó lại thiếu tâm trước hụt sau. Thấy không nè? Thì bây giờ các anh chị nghe cái thằng Bencona này. Đấy. Ở đây không có. Thấy không nè? Nhưng mà nếu tôi giảng tôi nói không thì các anh chị cứ mường tượng không biết cái hũ Bencona này nó sao, còn giờ nè. Các anh chị bình dồn thằng này ngoài ra trị những cái bệnh nấm nó còn diệt virus, vi khuẩn, nấm mốc nữa. Chứ không phải là nó tẩy uế môi trường không thôi. Nấm mốc là râm riêu luôn á. Cái giường của các anh chị nếu mà một tháng các anh chị phun cái này một lần, tôi bảo đảm là cái giường của các anh chị từ từ bệnh nó mất. Đừng để nó ủ bệnh ở trong cái giường mình. Tôi hỏi các anh chị mỗi lần một cái lá nhỏ nó rụng ở ngoài đó, các anh chị có lụm không? Một cái bông rụng các anh chị có lụm không? Thì một ngày hôm nay nó rụng cái này, bữa kia nó rụng cái nó phân hủy. Mà nó phân hủy vi khuẩn không? Cứ ngày rồi tuần, tháng, năm, 2 năm, 3 năm bụp lên dẹp giường. Tối ngày lo bệnh không? Còn bây giờ mỗi tháng các anh chị phun ở dưới giường, ở dưới sạp, không cần trên cây, xung quanh giường, rong rêu từ từ biến mất. Thấy không nè? Cỏ dại cỏ gì đó không mọc tùm lum, không thúi, không vớt rá cây nào hết. Có vi khuẩn đâu, sạch bóc à. Cái đường đi mà tráng xi măng nó cũng là sạch bóng nữa. Bị cứ một tháng phun lần, tháng phun lần. Thì tôi bảo đảm quý vị, cái giường của quý vị 10 năm, 20 năm nó cũng giống như mới vậy. Chứ bây giờ mới đầu các anh chị làm giường thì cái gì cũng mới mà. Trầm ngon lắm, tưới nước không nó cũng tốt. Thấy không? Ra, thấy không? Thấy ta trầm, trời ơi tôi ấy trầm dở quá. Trầm 10 năm mà trời ơi, ta mới ra mà coi, mới mấy tháng mà coi tay ta nè, thấy không? Trời ơi, hơi ngon. Năm, 2 năm đi rồi đã, rồi nói. Khoan vỗ ngực trước cái đã. Vì các anh chị biết cái gì? Lập cái vàng, cái cột mới, chưa nhiễm mà. Cái lưới mới, nó chưa có miếng bụi nào trên đó. Thấy không? Cái sạp mới, cái chậu mới, cây lan mới. Thì lấy gì mà nó bệnh? Thử đi, 1-2 năm rồi hãy nói. Hãy vỗ ngực, nói ta đây là trầm giỏi. Thì nếu các anh chị không tuân theo cái quy luật bảo vệ cái giường mình, để mình có, mình ăn dài dài, mình hạn chế được nấm bệnh sâu rầy, để cái rễ mình ra nó không có bị con gì cắn, để nó tiếp tục phát triển, mình tưới phân vô nó giọt, thì hết mùa này tới mùa kia mình không lo lắng gì ba cái chuyện bệnh hoạn của nó hết, về môi trường. Thì tôi nghĩ là cái chuyện này các anh chị mình làm được. Thì thà nay mai các anh chị không biết thì thôi một tháng các anh chị mình xí bùm bùm một buổi thôi, vài tiếng hồ thôi, các anh chị mình phun cho những ngày nghỉ của mình á, những ngày mình không có tưới phân cái gì hết trơn á, các anh chị mình phun cho nó đi. Giống như mình kể mình đi tập dưỡng sinh đi, thì các anh chị mình từ nay coi 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 cái giường của mình nó giảm hẳn bệnh hoạn, và cái cây mình nó bốc như thế nào. Cái đấy để cho các anh chị mình đánh giá. Chứ còn các anh chị trồng mà cứ áp la áp lúng rồi hết bệnh này, nhiều khi một cái lá vàng này nọ lạc ra rồi liền ở dưới nó ủ bệnh. Thấy không nàng? Thay vì người ta lấy cái bịch ni lông người ta bỏ vô, người ta đem thùng rác hay là người ta đốt, không lạc giọt đó,
sẵn ở dưới giường dốt. Mày vàng mà đâu có sao, thấy không? Nhưng mà dốt tuột là các anh chị nhân rộng cái vi khuẩn, nhân rộng cái bệnh cô mà các anh chị không biết. Đó là Bencona. Các anh chị nhớ. Thì cái này nè, các anh chị có thể là mình lấy cái kéo mình cắt xong, lấy miếng khăn giấy, nhúng non miếng, vuốt hai cái kéo, rồi cắt tiếp. Cứ cây kéo hết cắt cây bệnh này tới cắt cây kia, trời ơi, nó làm sao mà nó lây, phải không? Dầu cây kéo hôm qua mình cắt cái gì đó, bùn đất cát xong, rồi thấm miếng ra vuốt cái an tâm cắt. Đừng ẩu nữa các anh chị. Bây giờ mình tập quen đi cái thao tác vệ sinh cho mình đi. Rồi làm xong cái gì đó, chút miếng nè, chút miếng vô cái bàn tay mình bụng về chút miếng rửa thôi. Để làm chi? Để mình bóc mấy cái cây khác, đúng không? Có ai bảo đảm cái tay mình ngon không? Nhất là mấy cha nè. Mấy cha ngon, nói cái tay mấy cha sạch không mấy cha? Hả, đêm hôm trước mấy cha có rờ rẫm sờ sẫm gì không? Có không? Rồi bóc vô cây đi, nó thúi cho coi. Đừng có ý ý. Thì sau khi mình làm cái việc gì, trước khi mình chuyển sang qua cái việc khác đó, làm ơn nhúng miếng rửa. Cái này quý vị vô bệnh viện hay là mấy ông thú y, nó lấy cái này rửa tử cung cho heo bò sau khi đẻ mà. Thì tại sao mình không vệ sinh cái tay cho mình để chi mà vi khuẩn rồi đầy ở trong này. Rồi vô ăn cơm rồi bóc rồi này nọ tùm lum. Rồi rờ rẫm sờ sẫm rồi nó lây, đúng không? Nhất là mấy cha nè, mấy chị tôi nói mấy cha cái bàn tay mấy cha tôi không bảo đảm được. Tôi còn không bảo đảm mà đừng nói mấy cha. Thì thôi mình vệ sinh đi, cẩn tắc vô ai nấy, đúng không? Mình tập đi. Đấy. Dụng cụ dao kéo gì đó, thấy không nè, chậu móc gì đó, chơi nó trước đi, chắc ăn. Rồi một cái nữa, thứ hai là khi mà các anh chị cắt chiếc thay này đó, thì thường thường là các anh chị mình chắc ăn là cái kéo mình bén không, có dập không? Bây giờ cái kéo mà nó có bén cỡ nào mà các anh chị thấy cái lưỡi kéo nó cũng phải là 1 ly 2, đúng không? Thì cắt nó banh cái vết cắt cái cây mình ra, nó có sự dập trong đó. Mà các anh chị nở lần nào lấy vôi hay là lấy cái gì đó trét vô, cái keo Mỹ Tiến trét vô, nó dính rồi, nó nhiễm rồi, nó dập mà. Thì thay vì bây giờ nè, các anh chị làm cái thao tác này thôi, cắt bóp, cắt chiếc cái gì, chịu khó lấy cái lưỡi lam mới á, nghe cái chỗ vết cắt mình á, gọt cái cho cái vết cắt nó ngọt đi, cắt bỏ cái dập đi, cái rìa, cắt gọt cái, tôi bảo đảm như các anh chị lưỡi lam mới khỏi tha cái gì hết, tự nó liền vết thương của nó. Còn nếu mà không có lưỡi lam bối đế thì các anh chị mấy thì chữ chơi ông nội này của Mỹ, keo liền da liền sẹo chứ không phải liền da không. Còn nội Mỹ Tiến thì tôi nói đây thì đụng chạm, nhưng mà bị tôi chính tôi xài 2-3 tiếng sau nó vĩnh lên, nó màu hồng hồng á, cái nó tróc ra rồi xâm nhập. Còn nội này tha rút vô đó, các anh chị thấy rõ ràng, tha rút vô nó màu nâu. Thế tỉ nhất là những cây bonsai hay là những cây mai hay nọ, các anh chị mình tỉa cành rồi nọ, chép nó vô, nó tiệp với cái màu gỗ và nó cứ nằm vậy hoài. Và cái da mà cái chỗ mình cắt cái từ từ nó lồi lên vậy, cái nó bọt lại, cái nó trám lại, cái tự nhiên nó hết thấy vết cắt luôn, thấy không nè? Thì tại sao mình không chơi cái này? Thì cái này á, nó đâu có mắc, một hũ vậy 100 cc có mấy chịch mà cái này xài trời ơi mấy năm chưa hết. Mỗi lần tha miếng mà nhớ đừng để dính tay nha, dính tay cái các anh chị tôi chấp vô rửa liền, lấy lưỡi lam cạo đi nữa không chấp, dạng này dạng hít mà nó hít vô ngay khí khổng mà cái chỗ vết cắt mình nó
mâm mà nước thấm hay gì các chị. Nếu mà tha thằng này trồng liền, thay vì người ta cắt xong người ta treo 2-3 bữa cho nó khô cái vết cắt, cái vết thương, người ta trồng gì không có này, tha kịch trồng yên tâm. Nhưng mà khi tha, tha cho kỹ. Cái này lấy cây que mình ăn kem vậy đó, lấy cây que để dành mỗi lần trét cho anh cái đó, các anh chị làm như tôi nói này. Bây giờ cắt cái thấy cái vết cắt của mình nó không ngọt, cái kéo thấy nè, lấy lưỡi lam gọt cái phẳng luôn, thì các anh chị gọt sẽ thấy nhựa nó bung ra, rồi ngó là chút xíu nó khô này, thì đó là những cái chất kháng thể của nó đó các anh chị, tự nó làm liền vết thương của nó. Còn nếu không có chân nậu này, mà nên mũ giường nên có mũ này hay lắm. Mỗi lần các anh chị xài nhớ đóng nắp. Rồi bây giờ tới sâu này, thì thường thường ở trên cây lan mình nó có loại sâu gì các anh chị? Riệp, riệp sáp. Không phải trên cây lan đâu, cây ăn trái.